Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn cách làm hạt dẻ rang bơ rất là đơn giản. Và cái phần hạt dẻ sau khi mà các bạn rang xong, nó rất là bùi, ngon, mềm, thơm và không hề bị sượng, bị cứng một chút nào cả. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để chúng ta có thể bảo quản được phần hạt dẻ được ngon và thơm lâu các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn một cách để chúng ta có thể rang hạt dẻ hay là nướng bằng nồi chiên không dầu. Nó rất là hiệu quả và cái phần hạt dẻ lại còn nhanh được ăn nữa. Để hạt dẻ bùi ngon và cách để các bạn có thể lựa chọn được cái phần hạt dẻ này thì các bạn sẽ lựa chọn những cái phần hạt dẻ mà các bạn nhìn thấy cái phần vỏ nó còn bóng và còn một chút cái phần lông ở phía trên như thế này, thì là hạt dẻ nó vẫn còn tươi nhá. Và khi mà các bạn lắc, các bạn thấy cái phần hạt dẻ nó không có bị lúc lắc thì là cái phần hạt dẻ nó không bị thối đấy. Và hôm nay thì mình sẽ làm cái hạt dẻ rang với bơ các bạn nha. Các bạn sẽ xả một cái chậu nước, sau đó rửa hạt dẻ sạch. Cái phần hạt dẻ này bởi vì là người ta nhặt ở dưới đất lên ấy các bạn, cho nên là nó cái phần vỏ của nó sẽ rất là bẩn, cho nên là các bạn rửa sạch từ 1 đến 2 nước để cho nó sạch hẳn đi. Sau khi mà các bạn rửa xong thì các bạn sẽ thấy là cái phần hạt dẻ vỏ nó rất là bóng như thế này các bạn nhé. Đó, các bạn sau đó các bạn vớt ra để ráo nước. Sau khi mà các bạn đã rửa sạch rồi thì chuẩn bị cho mình một cái nồi nước, thêm một chút xíu muối để chúng ta luộc phần hạt dẻ các bạn nhé. Các bạn sẽ đổ nước ngập cái phần hạt dẻ như vậy, thêm một muỗng cà phê muối và luộc trong khoảng thời gian là 10 phút tính từ lúc nước sôi các bạn nhé. Ở đây sau khi mà các bạn đã luộc được 10 phút như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ đổ ra và để ráo nước các bạn nhé. Phần hạt dẻ sau khi mà các bạn luộc xong như vậy rồi thì các bạn sẽ dùng dao, các bạn khứa một cái đường ở phía trên của cái quả của cái hạt dẻ như thế này các bạn nhé. Các bạn không cần phải khứa quá sâu. Nếu như mà các bạn cứ luộc xong các bạn cho vào trong lò nồi chiên không dầu ấy, các bạn bắn thì nó sẽ nở được khoảng là 50%. Còn lại 50% nữa thì nó sẽ không bung được cái phần vỏ ra. Cho nên là mình vẫn cứ khứa như vậy. Các bạn có thể khứa dọc này, hoặc là khứa ngang, tùy nhé. Đó. Các bạn chỉ cần khứa một chút thôi để nó tạo cái vỏ nó hơi tách ra một chút như thế này, để khi mà các bạn cho vào nồi chiên không dầu hoặc là các bạn rang bằng 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 chảo ấy thì nó sẽ bung ra được các bạn nhé. Khi mà các bạn đã tách xong phần hạt dẻ rồi thì các bạn sẽ cho tất cả cái phần hạt dẻ đấy vào đây nhé. Ở đây mình làm 1 kg hạt dẻ cho nên là mình cho tất vào. Còn nếu như mà các bạn làm nhiều hơn thì các bạn sẽ chia ra thành từng đợt một nhé. Và các bạn sẽ cho vào nồi chiên không dầu để nhiệt độ 150 độ trong khoảng thời gian là 20 phút các bạn nhé. Sau khi mà các bạn đã để trong nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 150 độ và trong khoảng thời gian là 20 phút thì các bạn sẽ thấy là cái phần hạt dẻ nó đã bung được cái phần vỏ ra như thế này đây. Đấy, bây giờ thì các bạn sẽ bước này thì các bạn có thể ăn được luôn rồi, nhưng nếu các bạn muốn hạt dẻ thơm hơn thì các bạn sẽ rang với bơ các bạn nhé. Với 1 kg hạt dẻ thì các bạn sẽ sử dụng 1 thìa ăn phở bơ như thế này. Làm bơ tan chảy, sau đó thì các bạn mới cho phần hạt dẻ vào. Khi phần bơ đã tan hết thì các bạn sẽ cho hạt dẻ vào nha. Khi mà các bạn
bạn rang hạt dẻ với bơ như thế này thì các bạn sẽ rang 5 phút cho mình nhé. Sau khi mà các bạn đã rang thêm được 5 phút như vậy rồi thì các bạn sẽ tắt bếp nhé. Và khi rang như vậy thì các bạn sẽ rang ở lửa vừa để cho cái phần hạt dẻ nó không bị cháy. Đó, các bạn thấy không ạ? Nó rất là thơm, mùi thơm lắm luôn. Và đến đây thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Sau khi mà các bạn đã rang xong cái phần hạt dẻ như thế này rồi thì các bạn sẽ để ra một cái rổ và để cho nó thật là nguội các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ cho ra một cái giá tre như thế này và để cho nó thật nguội. Muốn bảo quản được cái phần hạt dẻ này được lâu và ăn nó không bị sượng cứng thì các bạn sẽ chỉ để ở ngoài nhiệt độ thường cho mình thôi. Khi nào nó nguội hẳn thì các bạn sẽ chia vào các cái túi ni lông hoặc là các cái túi giấy các bạn. Và các bạn để ăn hết bao nhiêu thì chúng ta bỏ ra từng đó. Và mình không có để bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh các bạn nhé. Để trong ngăn mát tủ lạnh thì cái phần hạt dẻ này nó sẽ bị sượng và sẽ bị cứng ngay lập tức. Và cái phần hạt dẻ sau khi mà rang xong như thế này đây, nó rất là bở. Đây các bạn, rất là bở và ngon. Có cái độ ngọt và mùi thơm của bơ nữa. Và đến đây thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.